Hello anh em nhá. Sớm mà tôn lại lên đường và cảm ơn anh trai này ủng hộ Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ sẽ test máy cho anh nha. Rồi cái bảng này bảng cao nhất là bảng R này. Rồi Tuấn sẽ gửi đường link anh truy cập vào trong này xem luôn nha. Và anh ấy ủng hộ nồi này anh em này, 10B 110, 10B của Valio và nồi côn. Và anh em thông cảm, nồi côn này ấy thì nồi sau ấy thì cả nhà mỗi người 2 bộ thôi nha, mỗi người 2 bộ thôi anh em thông cảm, bây giờ mới có 13 bộ. Đêm hôm qua gia công xong bây giờ mới có 13 bộ thôi. Rồi, mình sẽ chia ra mỗi người 2 bộ nha. Đó. Có một bộ của Vision nhá, anh em nào lấy thì comment nha. Rồi, còn cái này của anh trai đi Hồ Chí Minh và kèm theo 20 lò xo của anh ấy nữa. Rồi thì Đình Tuấn chỉ biết rằng chúc anh về nhà thành công, làm được nhiều nồi, mở tour, remap. Đơn hàng này 20 mấy triệu nha anh em, đi Hồ Chí Minh. Thì anh ấy bảo lấy cho ít nồi sau, nhưng nồi sau anh em thông cảm, mỗi người chỉ có 2 bộ thôi. Đó. Rồi bi 110 một bì, 125 một bì. Rồi và anh ấy lấy nồi của SH 2 bộ, 125 5 bộ Vision và của A Black đời đầu. Anh ấy lấy hết luôn, 110, K44, Clip Valio, SHMore, A Black và SH 125 và 150. 20 lò xo. Lò xo này ok nhé cả nhà. Đúng không ạ? Lò xo có nhiều loại lò xo. Và con Smart Tool bản RM Tour. Con nồi này thì anh em mỗi người 2 bộ dùng nhá. Bởi anh em kèm theo lò xo cái gì mình sẽ ship luôn. Mỗi người 2 bộ. Từ từ ạ, anh em từ từ, đúng không? Còn nồi mình đang mua của anh em đang gửi về, mình tiếp tục gia công. Rồi và cái SU này thì anh em chốt nhanh nhá. Bây giờ mình sẽ test của anh em của Valio Zin giá hạt rẻ nhá. Tuấn rất cam đoan không ở đâu rẻ bằng luôn. Được chưa? Không ở đâu rẻ bằng luôn anh em, nhanh thì hết. Không là hết. Cái này các bạn chỉ cần về nhà mua bộ khóa, còn dây các bạn cần thì Tuấn bán luôn, mua dùng. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn này. Và đặc biệt cái này lắp lên những cái dòng xe A Black, Vision, Lead, nó đều có chức năng chống dắt. Đây, bởi vì của Valio mà. Xé nhá. Rồi xé đại đi. Cái này dùng kéo dùng biết cái gì. Đây. Anh em băng keo thì anh em thoải mái đi. Băng keo mình ở đây có người tài trợ nhá. Chứ băng keo này mình ship hàng chứ mình cột chặt lắm. Bởi vì băng keo này mình hoàn toàn miễn phí hết. Có nhà tài trợ anh em ạ. Này. Mới tài trợ 6 quận. Hai hàng 16 12 quận. Đây, mới một chồng 2 4 6.
Quấn thoải mái hết, có người mang băng keo tới. Rồi anh em nào vào Zalo nhá, mỗi người khoảng 2 bộ nồi thôi, không được nhiều nhá. Ở đây có 13 bộ, chia cho 6 người. Rồi cái này của Valio này. Đố anh em mua ở đâu giá rẻ như thế này luôn. Comment cho các bạn luôn. Được chưa? Thôi anh em giờ đừng gọi nữa. Đừng gọi nữa. Đó, bây giờ em sẽ test Valio cho anh em này trên sờ mốt tun của anh trai nhá. Đây, hàng này. Cái này anh em thông cảm nhá, mình phải test hết nhá. Mình phải test hết mấy chục bộ này nhá. Mình phải xé bì, mình test hết. Tính cách cao cao không? Đúng tiền là tiền công bao nhiêu rồi? Ba đó tiền công lấy nhiều nhiều vô. Lấy nhiều nhiều vô mới có tiền được. Rồi. Được chưa? Rồi anh em truy cập vào Zalo nhá. Rồi đây mình sẽ bóc tem cho các bạn. Mình chuẩn bị sẽ lấy hàng về nhà nhập cho các bạn vào. Anh em yên tâm mình test. Rồi K59 này. Ok. Zindet. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng con smart tool kiểm tra xem hai cái này nó đồng bộ chưa. Thì về nhà lỡ may con xe nó bị chết hộp, anh em chỉ cần đọc cái key qua, thay thế cái má ECM vào đây, không cần quét, giao luôn cho khách hàng 1.8 triệu cho tới 2 triệu. Bữa nay cái này hay sạc bình hay hư này, hoặc là bị chết này. Đấy. Thì về nhà chúng ta chỉ cần thay thế cái má ECM ID vào đây là xong, không cần phải quét. Rồi bây giờ mình sẽ test luôn, mà mình sẽ thay trên xe luôn cho anh em xem. Và tối nay mình sẽ diễn lại. Ở Zalo buổi sáng nay có 5 anh em ủng hộ 10 bộ rồi. Anh em nào nhanh tay comment tiếp giá rẻ nhá. Hứa với anh em luôn đấy. Trên mạng có mà bèo gì cũng là 1.2 triệu tới 1.1 triệu 50, mình phải rẻ hơn chút xíu. Cái hộp này thì về nhà anh em lắp cho tất cả những cái dòng xe loại 2 giắc. Cái hộp này bây giờ mua lẻ để hộp zin này ấy, 800 ngàn là giá bèo. 800 ngàn là giá bèo để anh em thay thế vào A Black, Vision, Lead. Lạng quạng hàng ghép cũng có. Anh em hiểu không? 8 đến 900 ngàn một hộp. Mình mua vừa rồi mình mua 3 hộp mà. Để về nhà mình dạy anh em mà. Mình mua 2 triệu tư 3 hộp không. Chẳng có cái số má gì ở đây cả. Ngoài cái này anh em thêm được cái FOB. Đây có chống dắt. Rồi mình sẽ test. Test máy luôn cho anh trai luôn. Bản R. Chúc anh trai chiều nay lên đường Hồ Chí Minh may mắn. Và cảm ơn anh trai em trai ở Hà Nội ủng hộ con Smart Tool mở tour. Em này bảo em có con sờ à, con gì con motorcycle rồi, anh có con nào mở tour không? Ok, con này sinh ra để mở tour thôi nhá. Và off key rồi, bắt đầu chúng ta sẽ kiểm tra và tí nữa mình lại tiếp tục lắp trên con xe nhà dù Vision hay Valio. Rồi anh trai này sẽ kiểm tra cái bảng con Smart Tool bản R. Rồi update ngày 9 tháng 11 bản R nhá, bản này là bản cao cấp nhất. Rồi chúng ta sẽ vào cái phần Smart Key. Anh em nào cần đổi máy cần nâng cấp cứ comment liên hệ với Đình Tuấn. 20 pin 2 jack. Được chưa? Rồi chúng ta không biết cứ vào thủ công. Rồi kiểm tra đồng bộ FOB và SU. Cầm cái remote lên, tắt qua chế độ màu đỏ, màu đen, màu xanh. Đỏ chuyển qua xanh. Enter. FOB đã được đăng ký với SU. Được rồi. Rồi bây giờ sẽ test trên xe này.
Bây giờ mình sẽ thay thế cái mã ECMID trên con xe mình vào đây luôn cho nó nổ nhá. Bây giờ thì chưa, bây giờ nó sẽ bị mất đồng bộ. Đây, vừa bán hàng vừa trông con này, anh em thấy khổ không? Cuộc sống mưu sinh mà. Đây. Rồi thì bây giờ nó sẽ kêu 4 bíp. Một chậm, hai nhăn và một chậm nha. Tí nữa mình sẽ lấy cái mã ECMID này mình bỏ vào đây cái là xong. Valio này. Con này zin trên xe này. Đây. Đó, oxy kê. Rồi, mình lấy cái hộp mới lên này. Anh em nhanh tay mỗi người làm một bộ nhá. Về nhà thay cho AB chống dắt, khách hàng lại khoái. Được chưa? À. Được chưa nào? À. OCK. Anh em thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ xoay một khóa này. Chưa đồng bộ này. Bíp dài, ngắn, ngắn, dài. À. Yeah. Rồi. Mã ID cũng là cái mã ECMID luôn. 157129519. Thì chúng ta chỉ cần thay thế nó vào là xong. Đây. Chúng ta sẽ thay cái mã 07222174 là cục này sẽ nổ ngay. Lượm tiền. Tối nay hẹn anh em. Rồi, comment mỗi người bộ hai bộ. Về nhà mua núm khóa nữa, ở đây mình còn hai núm. Bán luôn cho các bạn lên mô hình nhá. Rồi, cái này thì đương nhiên zin thì mình đã đồng bộ rồi. Thì bây giờ nó sẽ lên điện ngay có cái gì đâu. Yeah. À. Bây giờ mình sẽ đưa cái mã này qua đây cái là xong. Tối nay có nhiều chương trình hay. À, tối nay sẽ có nhiều chương trình hay cho anh em. Rồi trong kia mình còn hai ổ khóa. Rồi anh em nào cần dây ở đây thì mình sẽ đưa cho bộ dây luôn. Này. Đó. Thấy chưa? Rẻ nhá. Đây. Đó, về nhà lấy ổ khóa nó làm cái mô hình. Mà anh em khỏi cần mua dây này đi. Anh em chờ tin vui đi. Mình, anh em mình đang trong giai đoạn làm mô hình Smoky cho anh em về. Anh em thử tất cả về SU của khóa thông minh Smoky trên cái mô hình nhỏ. Anh em được không ạ? Công việc anh em về nhà mua cái bộ ấy về nhà, anh em chỉ cần có một cái chìa khóa lắp vào ổ khóa đấy. Và SU anh em thử bất kỳ một dòng xe nào trên cái mô hình nhỏ. Giá hợp lý cho anh em. Anh em đồng tình không? Làm bộ anh em bỏ công sức ra kiếm vài trăm ngàn tiền công. Sẽ chuẩn bị có nhiều anh em nhu cầu bảo làm cái bộ kiểm tra mô hình SU. Sẽ làm ra đầu ra cho anh em 4 rắc. Một là của SH 1 rắc, hai là của Honda 2 rắc là Clip Valio Black, ba là của Vision mới, bốn là của Yamaha và Suzuki. 4 rắc đầu ra cho anh em thử test tất cả. Đây, về nhà anh em chỉ cần cái hộp này hoặc là ổ khóa cắm vào cái mô hình để lắc. Ok không? Giá rẻ cho anh em, chuẩn bị có hấp dẫn. Cái mô hình này 3 triệu anh em còn mua được. Cái giả lập anh em mua 2 triệu một bộ còn ra lập được. À, về nhà bỏ lên gắn trên tường.
Và bây giờ anh em muốn làm cái mô hình để ở dưới bàn hay là anh em bỏ lên tường. Mình sẽ làm đường kính khoảng 40-45. To giống cái mô hình mà kiểm tra IC ở đây thì nó quá là to. Cái chi phí nó khá là nhiều. Lại kiếm năm mấy trăm ngàn anh em hợp tác làm ăn. Mình dặn thì mình bận quá mình không làm được, mình bảo em anh em làm đi. Chú thì ngồi không làm đi. Rồi anh em kiếm tiền uống nước chứ làm cái gì, 100 ngàn cũng phải lượm, 200 ngàn cũng phải lượm chứ. Ấy nó ra 4 đầu rắc cắm tất, ổ khóa bật lắc phát đánh cho anh em bài ban. Yeah, làm cho mấy công tác gạt bật anh em đánh bài ban. Còn chất chân SU 12 chân hay bao nhiêu chân là đủ hết. Anh em gạt công tác ấy đã bị thế này. Khôi Nguyễn đặt một bộ từ từ với cái thông báo thôi. Xé ra bởi vì nhiều anh em bữa giờ cứ hỏi Tuấn ơi. Làm cho mình cái mô hình kiểm tra. Sợ mất kỳ Tuấn ơi. Thì bây giờ anh em tiếc gì? Có tiền đúng không? Tiếc gì vài trăm nghìn? Thì anh em bây giờ làm thì không mất cái công. Anh em phải mua rắc, mua anh em mua xỉ, mua ít. Nó đắt. Ở đây mua lần mấy trăm bộ. Đấy nó có cái giá rẻ. Đấy về nhà các bạn có thể treo, đóng hai chữ L treo lên, sờ mất kỳ vào bật hai bóng đèn xi nhan hai bên, cái bóng đèn led ở giữa, yếu pin là báo khách hàng biết luôn. Được chưa? Đấy khoái. Anh em đang bảo làm. Bây giờ đang đi kiếm BK phải dày chút. Làm ổ khóa dựng lên như thế này. Về nhà anh em chỉ cần cắm cục một ổ thôi, bất kỳ ổ khóa nào lắc tất cả hộp SU. Ví dụ cái này thì ngoi lên mất 2 rắc rồi. Rồi SH thì 1 rắc nữa là 3. Yamaha 1 rắc nữa là sẽ là 4. Rồi Bison nó sẽ là 1 rắc nữa là 5 rắc tất cả. Bởi vì cái này có cặp. Đấy nó cứ ngoi đầu lên thế này. À cái này 2 nút nhấn à. Cắm vào đây, một nút nhấn cắm vào cái rắc một. Đấy. Về nhà anh em chỉ cần cắm cái ổ khóa vào cái đây là cho Đình Tuấn là xong. Phích phích là chúng ta phải ăn lượng lúa. Nguyễn Hoàng em một bộ từ từ. Đây mới có nói thôi. Dễ đấu đâu, tay ga Xuân Dần nó khác chân hết, phải khiển qua rờ le. Khiển rờ le anh ơi, bởi vì nó đâu trùng chân đâu anh. Nó không trùng chân. Rồi đây. Đó về nhà thả vào. Vision cái gì cũng được, có chống rắt hết. Dạ. Yeah. Đó. Xong. Rồi anh em nào cần comment. Rồi nồi độ lò xo anh em cần cái gì comment tiếp. Có gì hay tối nay còn nhiều lắm, còn mấy thùng đây cơ mới về. Rồi còn cứ tài liệu cứ 1 triệu cái này nhá, ăn thằng Nam Bến Tre. Triệu mốt, Hoàng Hạnh. Anh em thì tốt nhất là cứ liên hệ với em ấy, đừng có hỏi giá ở đây nó lộ hết. Anh em đừng bắt em nói giá ở đây nó lộ hết, bởi vì nó rẻ mà. Anh em nào mua 3 bộ thì nó đương nhiên mình sẽ bớt cho anh em mấy chục ngàn nha. Bởi vì anh em biết tại sao không? Bỏ ra cả 1 triệu bạc đôi khi kiếm 5 đến 100 ngàn. Trong kinh doanh làm nghề là vậy. Bỏ ra 1 triệu bạc đôi khi bán lời 50 ngàn bộ. 10 bộ có 500 nghìn đó là quy luật. Phải bỏ vốn ra hết 10 triệu.
Cái này đang bán 1,5 triệu, 1,2 triệu trên mạng đầy. Anh em comment tin nhắn nó có cái giá hợp lý cho cả bạn nha. Tin nhắn cho em đi. Mua đi rồi chuẩn bị em làm cái mô hình xong về nhà. Các anh chỉ việc cắm thôi. Các anh từ từ mua dây này. Còn các anh nào thích mua dây về nhà nghịch trước thì nghịch. Còn không có các anh chờ em cái mô hình ra một phát. Các anh cắm vào phát xong. Ổ khóa em còn khoảng 2-3 bộ. Dọn đồ chuẩn bị về. Đây ổ khóa còn 2-3 bộ bán luôn. Cắt máy cho chú. Còn nhiều bộ đây. Còn núm to thôi nha. Rồi cái này núm to. Đây còn 2 bộ. Đây. Đó. Rồi ít bữa nữa thì Tuấn đặt cái núm này về. Anh em nào có nhu cầu thì cần thì comment. Ở đây còn có 2 núm à. Đây. Hoàng Hạnh Zalo cho em nhá. Bởi vì em về cái này được có mấy chục bộ thôi anh ơi. Cái này khối gì mới thằng lái xỉ bảo em bán lại mà em không có bán này. Mới người lái bảo để lại cho người ta này. Mua một phát hết luôn mà em không bán á. Đây. Hai nút nhấn này. Đây ổ nhỏ này. Đây còn bộ nữa hết. Về đấy làm cái mô hình bắt hai con vít này vào. Đây có mỗi cuộn từ thôi. Đây. Cắm cái rắc này vào cái ăn ngay. Lấy cái nút đề nữa. Hoặc là công tắc đề hoặc là nút còi. Cắm vào đây để cho nó dập mát. Thì về nhà các anh có cái gì đâu. Nó đơn giản. Cái này anh em sẽ cắm vào ổ khóa. Tối nay em sẽ chia sẻ luôn. Đây. Ba cái lơ tơ mơ cái dâu này về nhà anh em có thể cắt bỏ cái chụp này. Vướng vít. Rồi cái này cắm vào đây để làm cái gì? Để chức năng để chúng ta xoay được cái núm khóa điện 12V sau khóa thôi. Còn không cần cái này, cuộn từ vẫn nhảy. Anh em hiểu không ạ? Không cần cái này. Cái này chẳng qua là chức năng để xoay cái núm khóa nó sẽ ra cái điện áp 12V. Cái quan trọng là cái rắc này này. Đó. IC SU nó sẽ dập mát cho cuộn từ và đồng thời chúng ta xoay núm khóa thôi. Còn cái ổ này chúng ta cắm thì chưa có trước khóa thì không ra sau khóa thôi. Nguồn anh em sẽ nuôi vào đây. Để nuôi vào SU. Và mát thì anh em đừng có cắt tùm bậy tùm bạ. Chúng ta dùng cái gì chúng ta tước ra cái dây màu xanh sọc trắng này. Anh em hơi tí anh em lấy cái kìm anh em cắt anh em chọt nó ra có cái gì đâu. Hoặc anh em sẽ chọt nó ra anh em sẽ lấy một sợi dây điện anh em quấn vào trong đó anh em nhét vào lại. Mát. Rồi bây giờ anh em không có gì thử. Ổ khóa này thì anh em đơn giản sẽ là 2 dây vào 2 dây ra. Dây màu đỏ và cái dây màu đen sọc đỏ nó sẽ là một cặp đi vào. Đen và đen sọc trắng nó sẽ là đi ra. Đấy. Có cái gì đâu. Đấy bây giờ anh em muốn cấp nguồn vào trong này đúng không? Không có cái rắc đúng không? Cấp vào đây một cái. Dây màu đen và đen sọc là cặp đi vào. 12V đi vào đấy ạ. Là sau. Rồi cái này đi mua công tắc đề hoặc là còi nhấn dập mát. Dập mát đánh thức chân số 6 của SU. SU sẽ dập mát cho cuộn từ bằng xoay được cái núm khóa. Rồi comment Zalo nhá. Em phải tiếp tục ăn cơm để em soạn toa hàng ở đây. Toa hàng ở đây nhiều quá. Rồi anh em nào cần hai cái núm này với bộ dây thì ok múc luôn. Rồi Zalo nhá. Rồi nồi côn mới anh em 2 bộ nhá. Chúng ta chia đều nhá.
Rồi có bộ vi sờn đây anh em nào chốt nhanh thì làm trước nha. Vi sờn. Rồi nồi bữa nay trời mưa gió em cố gắng em kít đẹp lắm rồi. Hai lớp bảo mật. Trong, ngoài băng keo. Nó giống khóa thông minh sờ mấy cây có hai lớp bảo mật. Rồi là so. OCK. Giá cái gì mà tay ga xuống dần hết nồi rồi anh ơi. Dần ơi hết nồi rồi anh trai ơi. Rồi để em kiểm tra hai con sờ mất tun nữa chiều nay cho đi cái. À và cảm ơn em trai ủng hộ con IC này nhá. Mua IC Đình Tuấn thì chỉ có bao sống nhân răng hết KIZ-T03 về nhà lắp ta là siêu mập. Hàng zin mới đét. Hết hàng anh tay ga xuống dần ơi. Zalo cho em đi. Còn anh em nào cần cái này thì về nhà cắm tất cả cho vịt sờn. Được chưa? Đó. Tối nay sẽ tặng hai người hai cục này quá. Mua máy tối nay tiếp tục. Còn anh này mua máy thì hôm nay ok Đình Tuấn tặng rồi. Muốn tặng cái gì cũng được. Hay là tặng bộ này cũng được. Máy sờ mất tun chưa về à em. Sờ mất tun đây này anh. Em gửi hàng rồi, em gửi hàng cho anh đó rồi nhá. Hoàng Hạnh ơi. Kìa chú cho kìa. Anh đi. Thôi không ăn thôi. Rồi tụ bơm này. Hàng này xài được, nó rẻ hơn này. Tối nay review cho anh em. Vi sờn này. Rồi hàng này nó sẽ rẻ hơn, xài cũng được này. Rồi dọn phụ em cất cái máy tính cái bát màu. Phụ em dọn đồ nghề vô cất mà bác vào chỗ khác nhanh thành cơm. Đấy vừa bán hàng vừa trông con này anh em thấy không? Cuộc sống này. Cuộc sống nó vất vả tới mức độ như vậy ấy. Đó. Mau dọn đồ phụ em con về ăn cơm. Đó, bây giờ về nhà cho hai đứa nhỏ ăn cơm. Tiếp tục ra lên toa tiếp cuộc sống như vậy. Sống được ngày nào cứ làm hết ngày đó thôi các bạn và anh em ạ. Khi nào không còn sống nữa thôi. Sĩ Thủy Mô Tô xin chào anh trai. Bản 4R à em. Ok. Đại ca chơi bản 4R nhá anh Hoàng Hạnh ơi. Hoàng Hạnh ơi đại ca chơi bản 4R anh ơi. Nè thấy không. Giờ chưa ăn cơm nước. Nhanh lên về ăn cơm con không đói bụng. Chiều bố lại kiếm tiền tiếp. Tốc hành con chị phụ thằng em mau lên đằng sau rớp rèn mau đã chắc kiếp này lấy thêm bà vợ nữa anh em ơi về nhà trông con thầy gửi cao cho em chưa yeah. Cao là gì cáp hả ok chiều nay gửi cho một cái cáp anh Hiếu Phương tí vào comment em nhá. Mau lên. Rồi anh em nào đã có motosiken muốn rẻ thì dùng cái con này. Rồi chiều nay lại đi tiếp. Ngày hôm qua đi 8 con. Hôm nay đi có 2 con là 10 con. Một tháng trung bình bán khoảng 30 con máy đến 40 con. Re map. Đó. Bữa nay không cần phải đi chọn nhiều nữa. Vét 3 chưa kết nối rắc đề xe thêm mô tô chết ngay anh ơi. Rồi xong chưa hai đứa cuốn chiếu mau đi về con cơm cả nhà nhanh nhá mỗi người bộ hai ba bộ trời ơi múc đi vào phục cái là rồi thay đổi cái mã ECM ID lắp trên xe cái là xong trời ơi xe của anh chị mua con xe mấy chục triệu không chống dắt
Em thay bộ này vào cái có chống dắt sướng không? Để xe ở bên ngoài nhà, ở ngoài cửa, ai đụng vào nó kêu tít 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 tít. Cắt hàng khoái ngay. Đúng không anh Nguyễn Hợp ơi? Nguyễn Hợp ơi, bây giờ những con AB giá mấy chục triệu còn chống dắt đâu? Thả bộ hộp này vào cái có chống dắt. Em sợ gì Hoàng Hạnh? Cuộc sống em chẳng sợ gì đâu Hoàng Hạnh ạ. Chỉ sợ ngày mai chết thôi. Đúng không anh Hợp? Đội biên phòng anh làm bên đó là anh quen, anh xã giao nhiều. Hai nữa anh là thợ nữa, anh cố gắng khai thác. Anh làm trong cái đội gì, biên phòng hay là văn phòng hay là cái gì đó. Chú à, ghé anh tháp cho bộ. Anh lấy con sờ mắt tun ra, anh thay đổi cái mã SMID lượm lúa, không cần khoét. Rồi, xin chào cả nhà, bye bye, chúc cả nhà ăn cơm ngon miệng, vui vẻ. Đồ ăn chay này mới mở tiệm chịu chơi á. Mặc vô con. Mặc vô về ăn cơm con. Đình Tuấn cố sống tới cái tuổi 40 nữa thôi anh em ạ. Cố gắng vài năm nữa thôi. Là thằng nhỏ bằng con lớn nó, hai đứa nó nuôi nhau được rồi. Cho tiền nó tự đi ăn được rồi. Cố gắng sống thêm 4 năm nữa cho đủ 40 tuổi anh em ạ. Là thằng nhỏ này 8 tuổi. Rồi con bé này nó lớn hơn nữa là ok. Về con, tắt. Chào cả nhà đi con. Chào các bác, các chú, bye bye, giơ tay. Rồi. Con gái, chào các bác, các chú ơi, bye bye. Rồi. Cái thùng chứa của bố mà, để bố ship hàng mà. Quấn chiếu lại, quấn chiếu lại. Trời ơi, của bố mà, bố ship hàng mà, đóng cúc cho em đi con. Bố kêu bố cho hả? Để bố ship hàng, bố lấy tiền, bố chiều bố mua xi chứ. Anh hiểu không? Thôi cái kia cái nhỏ. Thôi, con về nhà uống sữa nhanh lên. Móc cúng cho em. Copy anh ơi, copy mới làm được điều đó. Thay luôn anh ơi, chưa ngắn ơi, cần gì phải copy anh. Sàng cái máy SMID đêm nay em sẽ sàng cho anh em coi. Nha. Đêm nay em sẽ hướng dẫn anh em mô phẩm là một người khách hàng vào cửa hàng đi. Tối nay 20 giờ có chương trình hay đó. Rồi bye bye cả nhà nhá. Bố con em về ăn cơm cái đã, khổ quá.